lần. Mở màn trong đêm giao lưu hôm nay của thôn chúng là các chị em dân phố của thôn nhà đang thể hiện màn ra mắt của buổi đêm giao lưu hôm nay. Như vậy là màn ra mắt của các chị em dân phố. Tiếp tục ban tổ chức lại tiếp nhận được gia đình anh Thanh Thọ, đại lý sơn hoa của thôn chúng, cũng có bó hoa tươi thắm dành tặng cho đội dân phố thôn nhà. Thay mặt cho ban tổ chức cũng như là đội dân phố thôn nhà xin chân thành cảm ơn gia đình anh cũng như là đại lý sơn toa của gia đình anh. Chúc gia đình anh an khang và thịnh vượng, làm ăn phát đạt. Tôi đang nghe một thôn gọi tên mình. Nhân dân trong nhà cũng như là nhân dân trong xã đang được xem tiết mục biểu diễn của chị em dân phố thôn nhà đang thể hiện vũ điệu tổ quốc gọi tên mình. Như vậy, ban tổ chức lại tiếp nhận được tâm hoa của chi hội cựu chiến binh thôn nhà cũng dành tặng cho đội dân phố thôn nhà một bó hoa. Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức cũng như là đội dân phố thôn nhà xin chân thành cảm ơn chi hội cựu chiến binh thôn nhà. Xin chân thành cảm ơn gia đình anh chị.
thống anh. Biết bao chiều cùng mỗi người thao thức tiếng Việt Nam, biết bao chiêm mươi nơi thân anh sẽ chờ. Tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng. Ngọn ban tổ chức lại tiếp nhận được gió hoa thương thắm của chi hội người cao tuổi thôn nhà chống danh đặc biệt cho đời dân vũ thôn nhà. Một bó hoa tươi thắm một lần nữa ban tổ chức chúng tôi xin chân thành cảm ơn chi hội người cao tuổi thôn nhà. Tiếp tục ban tổ chức lại tiếp nhận được gia đình anh chị Thắng Tình ở Đồng Cát cũng có bó hoa tươi thắm dành tặng cho đội dân vũ thôn nhà. Một lần nữa ban tổ chức chúng tôi thay mặt cho đời dân phố thôn nhà xin chân thành cảm ơn gia đình anh và chúc gia đình anh hạnh phúc an khang và thịnh vượng. Tổ quốc của tôi. Ban tổ chức lại tiếp nhận được gia đình ông Hiến Tượng ở thôn nhà cũng có bó hoa tươi thắm dành tặng cho đời dân phố thôn nhà. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin chân thành cảm ơn gia đình ông bà, chúc gia đình ông bà hạnh phúc an khang và thịnh vượng, xin chân thành cảm ơn. Sau khi đời dân vũ trẻ thôn nhà biểu diễn xong thì mời tiếp theo là mời đội U70 của các cụ người người cao tuổi thôn nhà chuẩn bị nhạc để bắt tổ chức để cướp nhạc. Tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng. Ban tổ chức chúng tôi xin kính mời đội trưởng của đội U70 mọi người cao tuổi thôn nhà ban tổ chức của tôi xin trân trọng kính mời. Ôi lắng nghe, tổ quốc của bên mình. Vâng, xin tắt nhạc thêm một chút. Yes.
đề nghị nhân dân nhiệt liệt hoan hô đội dân vũ của thôn nhà.